Có một sự thật không thể nào chối cãi, đó là mọi vì sao trong vũ trụ đều bắt đầu từ khí, loại vật chất vô cùng nguyên thủy. Khi mà các khối khí tập trung đủ nhiều, lực hấp dẫn sẽ nén chúng thành những ngôi sao. Xét trên mặt bằng chung, mặt trời chỉ là một ngôi sao rất bình thường trong dải ngân hà. Nó được kết tinh từ những đám mây khí khổng lồ, cộng với các mảnh vụn của một ngôi sao siêu lớn đã phát nổ trong thời kỳ đầu của vũ trụ. Nếu như không có gì quá cao siêu hay đặc biệt, ngôi sao tiền mặt trời chính là thiên thể đã kiến tạo ra sự sống. Hay nói cách khác, đó chính là nguồn cội của chúng ta. Tuy nhiên, nếu ngôi sao tiền mặt trời là một ngôi sao siêu lớn đã phát nổ, vậy tàn dư của nó là gì và tàn dư đó đang ở đâu? Để tìm hiểu về những điều này, chúng ta phải tìm hiểu về thành phần cấu tạo của hệ mặt trời. Hệ mặt trời được cấu tạo từ những nguyên tố nào và nó cho biết điều gì về quá khứ? Hiện tại, tất cả các nghiên cứu về thành phần của hệ mặt trời phần lớn đều là nghiên cứu tại trái đất, bởi vì các mẫu vật ngoài không gian là thứ không sẵn có và chúng ta cũng không thể bay tới những hành tinh khác để thu thập dữ liệu. Ngoài ra, những cuộc đổ bộ lên mặt trăng và sao hỏa, những quan sát quang phổ về tinh vân và hành tinh, hay cả những thiên thạch rơi vào khí quyển trái đất cũng cho biết nhiều điều. Khi mọi nghiên cứu được tổng hợp lại, nó cho thấy sự phong phú của các nguyên tố trong hệ mặt trời. Các nguyên tố trải dài từ khí cơ bản đến kim loại nặng, thậm chí có cả những nguyên tố phóng xạ và những nguyên tố trải qua chu trình bán dã kéo dài hàng tỷ năm. Ví dụ như nguyên tố urani và thorium, trải qua thời gian, nó sẽ phân rã thành trì với những đồng vị khác nhau. Điều này chứng tỏ ngôi sao tiền mặt trời phải là một ngôi sao khổng lồ và chắc chắn nó đã trải qua một sự kết thúc dữ dội vào cuối đời, một siêu tân tinh cực kỳ lớn. Vì chỉ có siêu tân tinh loại lớn mới đủ khả năng sản sinh ra những nguyên tố kim loại nặng từ sắt trở lên. Mặc dù chúng ta không có bằng chứng trực tiếp về sự tồn tại của ngôi sao tiền mặt trời, nhưng ngược lại, cũng không có lý do gì để phủ nhận điều đó. Nếu một ngôi sao trở nên quá nặng, nó sẽ không hoạt động giống như những ngôi sao thông thường, bởi vì lực hấp dẫn của nó sẽ mạnh đến mức ngay cả năng lượng giải phóng từ quá trình chuyển đổi hydro thành heli cũng không thể ngăn cản ngôi sao sụp đổ nhanh chóng. Một số quan sát vũ trụ cho thấy đã có nhiều vụ nổ sao như vậy xảy ra. Các vụ nổ này giải phóng vào không gian lượng khí bụi khổng lồ, trải rộng hàng trăm đến hàng ngàn năm ánh sáng. Điển hình như tinh vân Tarantula có đường kính lên tới hơn 1.800 năm ánh sáng. Hiện hệ mặt trời được xác định có tuổi thọ khoảng 4,6 tỷ năm, tức là đám mây tinh vân tiền mặt trời phải có tuổi thọ cao hơn, ít nhất là 5 tỷ năm hoặc lâu hơn thế nữa. Bởi vì khi một ngôi sao phát nổ, tinh vân của nó phải trải qua hàng triệu đến hàng tỷ năm để giảm nhiệt, cho đến khi đủ lạnh giúp các ngôi sao có thể kết tinh. Ví dụ như tinh vân Orion, cách trái đất trên dưới 1.400 năm ánh sáng. Tuổi thọ của nó được xác định là từ 2 đến 3 triệu năm. Nhiệt độ trung bình dao động từ 10 đến 30 Kelvin. Đây là tinh vân có tốc độ hình thành sao mạnh mẽ nhất mà chúng ta quan sát được trong vùng vũ trụ lân cận hệ mặt trời. Một vài ngôi sao trẻ ở đây có khối lượng lớn hơn mặt trời đến gần 40 lần. Chúng tạo ra rất nhiều bức xạ, đồng thời hâm nóng các đám mây bụi xung quanh lên hàng chục ngàn Kelvin. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao sau khi một ngôi sao hình thành, vùng không gian xung quanh nó lại trở nên trống trải và trong suốt, mặc dù bản thân nó đã được hình thành từ những đám mây bụi dày đặc. Quá trình giải phóng bức xạ cùng các luồng hạt giống như những cơn gió mạnh, thổi bay mọi hạt vật chất xung quanh ngôi sao. Đồng thời nhiệt độ cao của ngôi sao cũng ngăn cản quá trình kết tinh của những đám mây bụi lân cận. Điều này có nghĩa, nếu các ngôi sao muốn hình thành gần nhau để tạo thành hệ sao đôi hoặc ba, thì chúng bắt buộc phải kết tinh cùng lúc, cùng nhau lớn lên và cùng nhau phát sáng. Kể cả các hành tinh cũng vậy. Bởi vì rõ ràng nếu một ngôi sao hình thành trước, hiệu ứng sao mà nó gây ra sẽ phá hỏng mọi sự kết tinh khác ở phạm vi xung quanh. Chính trong hệ mặt trời của chúng ta, hiệu ứng sao của mặt trời cũng được thể hiện khá rõ nét. Các cơn gió mặt trời đã thổi bay bầu khí quyển của sao Thủy, khiến nó chỉ còn trơ lại phần lõi. Mặc dù chúng ta không biết chính xác điều gì đã diễn ra khi hệ mặt trời hình thành, nhưng bằng việc quan sát và nghiên cứu các ngôi sao khác đang hình thành trong vũ trụ, các nhà khoa học có thể xây dựng một mô hình chung mang tính khả thi cao, có thể áp dụng cho mọi ngôi sao, kể cả mặt trời. Tuy quá trình phát triển và tiến hóa có rất nhiều sự thay đổi
đối với từng loại khối lượng, nhưng tất cả những điều này đều có thể được tính toán. Hiện tại, các ngôi sao gần hệ mặt trời có sự phân bố khá thưa thớt, dao động từ 4 đến 10 năm ánh sáng. Tuổi thọ của các ngôi sao cũng không đồng nhất. Có ngôi sao chỉ vài trăm triệu năm tuổi, như Sirius khoảng 230 triệu năm. Có ngôi sao lại già gần gấp đôi mặt trời, ví dụ như Lyuton 726, khoảng hơn 8 tỷ năm tuổi. Đặc biệt, có những ngôi sao lại có tuổi thọ tương đồng với mặt trời, ví dụ như Proxima Centauri, Alpha Centauri hay Banasta, khoảng 4 đến 6 tỷ năm tuổi. Điều này chứng tỏ đây là những ngôi sao hình thành cùng thời kỳ với hệ mặt trời, và có thể chúng còn được tạo ra từ cùng một đám mây phân tử nơi đã khai sinh ra hệ mặt trời. Ngày nay, đám mây phân tử tiền mặt trời được cho là không còn tồn tại. Các nhà khoa học cho rằng nó có thể rộng trên dưới 200 năm ánh sáng, và đây được cho là nguồn nguyên liệu chính giúp hình thành các ngôi sao như mặt trời. Lưu ý, đám mây phân tử tiền mặt trời chính là tập hợp của những khối khí nguyên thủy. Trải qua thời gian, nó dần bị pha tạp và xáo trộn bởi các vụ nổ sao, trong đó có vụ nổ của ngôi sao tiền mặt trời. Ngôi sao được cho là đủ lớn để tổng hợp nên các nguyên tố nặng hơn sắt thông qua sự kiện siêu tân tinh. Như vậy, các đám mây phân tử chính là những khối vật chất nguyên thủy sẵn có. Còn các ngôi sao sau khi phát nổ tạo thành tinh vân, chúng thường giải phóng các nguyên tố nặng hòa lẫn vào các đám mây phân tử có sẵn đó. Quá trình này vừa làm phong phú thêm các thành phần hóa học của những đám mây, vừa là nguyên nhân khiến cho quá trình kết tinh nhân sao diễn ra nhanh chóng hơn. Vào năm 1951 và cả trước đó, một số kính viễn vọng vô tuyến đời đầu đã thu được tín hiệu từ không gian trống nằm giữa môi trường liên sao xung quanh hệ mặt trời. Điều này cho thấy tàn dư của các đám mây phân tử vẫn còn sót lại sau khi các ngôi sao hình thành. Chúng trôi nổi ngoài không gian và vô hình trong mắt chúng ta. Như vậy, có thể nói đám mây phân tử tiền mặt trời gần như đã không còn tồn tại cho tới ngày nay. Tàn dư còn sót lại của nó hiện tại chỉ là những phân tử mờ nhạt lẩn khuất đâu đó trong môi trường liên sao cực kỳ khó phát hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không có bất kỳ tung tích gì về ngôi sao tiền mặt trời. Chúng ta chỉ biết, theo logic vật lý, các ngôi sao muốn tổng hợp nên những nguyên tố nặng hơn sắt bắt buộc phải trải qua quá trình sát nhập của hai ngôi sao neutron hoặc sao neutron với hố đen. Ngoài ra vẫn còn một loại siêu tân tinh khác hiếm hơn khi ngôi sao trải qua quá trình lõi phức tạp khiến cho nó có thể phát nổ mà không để lại tàn dư. Tóm lại, dù bằng cách này hay cách khác, tàn dư của ngôi sao tiền mặt trời khả năng cao là không còn. Ngôi sao đó đã cống hiến toàn bộ khối lượng của mình thông qua các vụ nổ cực đoan, góp một phần không nhỏ vào việc tạo ra chúng ta ngày hôm nay. Giờ đây, mặt trời được cho là ngôi sao thuộc thế hệ thứ hai trong vũ trụ, một thế hệ sao giàu kim loại và có khả năng nuôi dưỡng sự sống. Trên trái đất, hầu như mọi chuỗi thức ăn đều bắt đầu từ mặt trời. Các loài thực vật, tảo hay vi khuẩn quang hợp sử dụng ánh sáng mặt trời như một nguồn năng lượng sinh hóa để tổng hợp glucose. Nói theo một cách nào đó, thì chúng đang thu thập ánh sáng mặt trời để lớn lên. Sau đó, các loài khác đứng sau chuỗi thức ăn tiêu thụ thực vật và vi khuẩn. Bản thân chúng ta cũng là một phần trong mắt xích đó. Sự thật là chúng ta đang gián tiếp ăn ánh sáng mặt trời thông qua thực vật. Trong chu trình sao, sắt là một nguyên tố quan trọng. Khi ngôi sao tổng hợp tới sắt, nó bắt đầu tiêu thụ năng lượng nhiều hơn so với những gì được sinh ra. Nhưng điều này là do đâu? Tại sao sắt lại tiêu thụ năng lượng? Cốt lõi của vấn đề nằm giữa sự giằng co của hai loại lực cơ bản. Một là lực mạnh và hai là lực điện từ. Trong hạt nhân nguyên tử, các nucleon liên kết với nhau bằng lực hạt nhân mạnh. Đây là lực mạnh nhất trong tự nhiên. Nó chiếm gần như hoàn toàn khối lượng của một nguyên tử. Nhưng điểm yếu của lực mạnh là khoảng cách. Lực mạnh chỉ được duy trì trong một phạm vi nhất định. Đối đầu với lực mạnh chính là lực điện từ. Lực điện từ yếu hơn lực mạnh rất nhiều, nhưng phạm vi tương tác của nó lại là vô hạn. Khi hạt nhân của nguyên tử ngày một lớn hơn, khoảng cách giữa các nucleon ngày một tăng. Điều này khiến cuộc giằng co giữa hai loại lực bắt đầu thay đổi. Hạt nhân lớn hơn nghĩa là có nhiều nucleon hơn. Nucleon thì bao gồm hai loại là proton và neutron. Trong đó, neutron trung hòa điện, còn proton thì mang điện dương. Quan trọng là điện dương có xu hướng đẩy nhau.
Một khi càng có nhiều proton xuất hiện, điện tích dương của nguyên tử càng lớn. Nếu số proton liên tục tăng, lực điện từ sẽ dần mạnh đến mức có thể đẩy các hạt nucleon ra xa nhau. Điều này làm cho lực hạt nhân mạnh suy yếu, liên kết của các hạt trong hạt nhân bắt đầu lỏng lẻo hơn. Tức là một nguyên tử càng lớn, hạt nhân của nó càng kém bền vững. Nếu muốn tồn tại, nó cần phải có thêm năng lượng để duy trì tính ổn định. Như vậy, rõ ràng vấn đề không nằm ở sắt. Sắt chỉ là nguyên tố nằm giữa ranh giới được gọi là cấu hình tới hạn của hạt nhân. Khi một ngôi sao tổng hợp tới sắt, bản thân sắt sẽ giữ lại khá nhiều năng lượng để bổ sung cho lực liên kết hạt nhân của chính nó. Điều này làm suy giảm đáng kể mức năng lượng phát ra. Khi sắt tích tụ càng nhiều, ngôi sao càng trở nên mất cân bằng và sự sụp đổ là hậu quả tất yếu. Như vậy, sắt chính là cấu hình tới hạn của chu trình sao. Vượt qua giới hạn này, quá trình tổng hợp hạt nhân sẽ tiêu thụ năng lượng nhiều hơn so với những gì sinh ra. Nó giống như việc làm ăn bị thua lỗ, tiền vốn bỏ ra nhiều hơn so với thu về, và rồi phá sản là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu chu trình sao không thể tổng hợp các nguyên tố nặng hơn sắt, vậy những nguyên tố này ra đời như thế nào? Có một điều khá thú vị đó là trong bảng tuần hoàn, tất cả các nguyên tố từ sắt trở lên đều sở hữu rất nhiều neutron, thậm chí neutron còn nhiều hơn cả proton. Đây là một manh mối quan trọng có thể cho chúng ta biết nhiều điều. Bên trong những ngôi sao lớn hơn mặt trời từ 25 lần trở lên, quá trình tổng hợp hạt nhân ở những giai đoạn sau cùng thường tạo ra các neutron tự do. Vì có khối lượng nhẹ so với các nguyên tố hoàn chỉnh, neutron tự do nhanh chóng bị đẩy lên bề mặt. Chúng hoạt động như những luồng hạt bắn phá vào các nguyên tử nặng, rồi đôi khi sẽ bị các nguyên tử bắt giữ. Các nhà vật lý gọi quá trình này là bắt giữ neutron chậm. Khi một nguyên tố bất kỳ nào đó thu giữ được nhiều neutron, nó bắt đầu trở nên mất cân bằng và có tính phóng xạ cao. Neutron rất dễ phân rã thành proton thông qua quá trình beta. Điều này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, và sau mỗi lần phân rã, số proton tăng lên, dẫn đến bản chất của nguyên tử cũng thay đổi thành nguyên tử nặng hơn. Nhưng chỉ có điều, đây không phải là con đường chính tạo ra những nguyên tố nặng hơn sắt. Quá trình bắt giữ neutron chậm trong lõi sao xảy ra tương đối hạn chế, và nó thực sự có giới hạn của mình, đó là bismuth 209. Trong trường hợp mọi thứ đều suôn sẻ, quá trình bắt giữ neutron chậm sẽ có thể đạt tới giới hạn là nguyên tố bismuth 209. Khi bismuth 209 cố gắng bắt giữ thêm một neutron nữa, nó sẽ phân rã thành plutoni 210. Sau đó, plutoni 210 lại tiếp tục phân rã thành chì 206 thông qua quá trình alpha. Giả dụ chì tiếp tục bắt giữ neutron thì quá trình này sẽ lặp đi lặp lại: bismuth 209, plutoni 210, rồi lại thành chì 206. Trên thực tế, bismuth 209 là nguyên tố có đồng vị ổn định nhất được xác định cho đến hiện tại. Nó ổn định đến mức chu kỳ bán rã có thể kéo dài hàng tỷ lần tuổi của vũ trụ. Có thể nói, đây chính là giới hạn của quá trình neutron chậm. Việc bắt giữ thêm neutron sẽ trở nên vô nghĩa khi mà bismuth phân rã rất nhanh để trở thành plutoni và chì. Nếu muốn vượt qua giới hạn này, các nguyên tố cần phải tăng tốc, tức là việc bắt giữ neutron phải nhanh hơn rất rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc các nguyên tố cần một nguồn phát neutron dồi dào hơn, và tốc độ di chuyển của các neutron cũng phải nhanh hơn. Vấn đề là quá trình lõi của một ngôi sao sắp tàn không thể tạo ra đủ neutron cho các nguyên tố nặng hình thành, dù cho mọi thứ diễn ra ở điều kiện lý tưởng nhất. Theo tính toán, quá trình bắt giữ neutron chậm diễn ra khi năng lượng của neutron đạt từ 10 đến 30 kiloelectronvolt. Nhưng điều kiện cần để nguyên tố nặng hơn bismuth 209 được tạo thành, đó là năng lượng của neutron phải gấp hàng chục đến vài chục lần. Bởi vì những nguyên tố nặng hơn bismuth 209 có tính phóng xạ, chúng cần bổ sung thật nhiều neutron trước khi quá trình phóng xạ xảy ra. Và đây được gọi là quá trình bắt giữ neutron nhanh. Trong quá trình neutron nhanh, các thông số vật lý ban đầu trở nên không còn quan trọng, do việc bồi tụ thêm neutron diễn ra vô cùng dễ dàng. Điều kiện duy nhất cần phải có, đó là tìm một môi trường đủ lượng neutron cần thiết, rồi tăng tốc chúng lên thật nhanh. Ngoài việc tạo ra các nguyên tố nặng hơn bismuth 209, quá trình neutron nhanh còn tạo ra hơn 50% các nguyên tố từ sắt đến bismuth. Có thể khẳng định, đây chính là chu trình chủ chốt
tạo ra các nguyên tố ngoài sắt. Thế nhưng tìm đâu ra một môi trường như vậy, khi mà neutron tự do không thể tồn tại quá 15 phút trong điều kiện tự nhiên? Sao neutron? Đúng vậy, chính là sao neutron. Sao neutron là loại thiên thể tương đối phổ biến. Nó là sản phẩm được tiến hóa từ những ngôi sao cỡ vừa của vũ trụ. Và khi sao neutron phát nổ, nó nghiễm nhiên trở thành môi trường lý tưởng cho quá trình bắt giữ neutron nhanh diễn ra. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2017, những dao động nhỏ và tuần tự đã xảy ra tại hai máy dò sóng hấp dẫn của LIGO, báo hiệu về một sự kiện lớn đang diễn ra ngoài vũ trụ, có thể là sự sát nhập của hai ngôi sao neutron. Sự kiện này xuất phát tại thiên hà NGC 4993, nằm cách hệ mặt trời trên dưới 140 triệu năm ánh sáng, có vị trí biểu kiến thuộc chòm sao Hydra. Cùng thời điểm đó, đài quan sát tia gamma Fermi hoạt động ngoài không gian cũng phát hiện một chớp gamma kéo dài khoảng 1,7 giây cùng hướng với sự kiện. Tất cả những điều này thực sự khiến các nhà khoa học hồi hộp. Gần như ngay lập tức, những cỗ máy quan sát tốt nhất đều được điều động tập trung về vùng trời đó. Và không ngoài sự mong đợi, sau 11 tiếng phát hiện ra sóng hấp dẫn và chớp gamma, chúng ta đã thực sự quan sát được ánh sáng quang học của một sự kiện sát nhập sao neutron. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy được đo đạc bằng nhiều phương tiện khác nhau. Trong vài tuần tiếp theo, quang phổ của các nguyên tố như vàng, urani và plutoni được tìm thấy. Mặc dù còn quá sớm để khẳng định, nhưng đây thực sự là một bằng chứng quan trọng lý giải cho sự ra đời của các nguyên tố kim loại nặng hơn sắt trở lên. Trong những năm sau đó, LIGO tiếp tục ghi nhận thêm nhiều sự kiện diễn ra ngoài vũ trụ. Có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa, các vụ sáp nhập sao neutron cùng với quá trình bắt giữ neutron nhanh chính là nguồn sản xuất chính tạo ra các nguyên tố nặng. Ngoài ra, vụ nổ của các ngôi sao siêu lớn nặng hơn mặt trời từ 25 lần trở lên cũng đang được nghiên cứu nhiều hơn. Một vài quan sát cho thấy sự xuất hiện hiếm hoi của các nguyên tố nặng, dù khá là hạn chế, nhưng các nhà vật lý cho rằng đây có thể là một con đường khác, ít phổ biến hơn giúp tạo ra những nguyên tố nặng hơn sắt. Xin chào tất cả các bạn. Khi ngắm nhìn vũ trụ từ trái đất, bầu trời đêm có vẻ khá đông đúc, các ngôi sao nhiều không đếm xuể. Nhưng sự thật thì vũ trụ về cơ bản là không có gì, đúng theo nghĩa đen của câu nói đó, trống rỗng và đen tối. Nếu có ai đó đứng ở bên ngoài vũ trụ nhìn vào, chắc chắn họ sẽ thấy toàn bộ vũ trụ chỉ đơn thuần là bóng tối và sự trống trải. Xen lẫn với đó là một chút ánh sáng ít ỏi đến từ mạng vũ trụ, nơi hội tụ của các cụm thiên hà. Nhưng sự thật liệu có đúng như vậy hay không? Vũ trụ có thực sự vô vị như vậy không? Có một điều cần phải ghi nhớ. Một bầu trời đêm đầy sao chỉ là những thứ được phô bày qua lăng kính quang học. Trên thực tế, những gì chúng ta thấy luôn ít hơn những gì thật sự tồn tại. Mọi hiểu biết của con người về vũ trụ đều đến từ việc thu thập các photon, không chỉ ánh sáng thông thường, mà toàn bộ bước sóng của phổ điện từ. Nhưng ngoài photon, không gian còn ngập tràn neutrino, năng lượng tối, vật chất tối và cả không thời gian. Như vậy, vũ trụ về cơ bản có vẻ là trống rỗng. Nhưng sự thật, không gian vũ trụ ngập tràn những thứ mà chúng ta không biết, không thể đo đạc hay quan sát. Các ngôi sao đang phát sáng là đại diện cho lượng thông tin sẵn có nhất trong vũ trụ mà con người có thể khai thác. Đối với vật lý, photon vừa là thông tin, vừa là năng lượng. Nó là dạng biểu hiện thuần túy nhất của năng lượng. Tuy nhiên, các đo đạc lại phản ánh rằng 99,9% photon trong vũ trụ không đến từ những ngôi sao. 99,9% đó đến từ bức xạ phong vi sóng. Điều này chứng tỏ mức năng lượng mà vũ trụ đã giải phóng trong thời kỳ đầu khởi tạo so với mức năng lượng được tạo ra bởi toàn bộ ngôi sao trong vũ trụ hiện tại là chênh lệch như thế nào. Sức mạnh của toàn bộ sao trong vũ trụ ngày nay chỉ bằng 0,1% sức mạnh của vụ nổ lớn. Không những thế, rất nhiều năng lượng còn được giải phóng thông qua các hạt neutrino. Mặc dù kém tương tác, nhưng nó là loại hạt nhiều thứ hai sau photon. Có thể thấy, ngoài bức xạ nền là photon,
Big Bang có thể còn tạo ra một loại bức xạ nền khác, đó là neutrino. Để hiểu rõ hơn về hai loại bức xạ này, chúng ta cần phải đi sâu hơn vào cơ chế của nó. Đầu tiên, bức xạ nền được tạo ra như thế nào? Và tại sao nó lại là sóng vi ba, chứ không phải loại nào khác? Về sự ra đời, bức xạ phong vi sóng được tạo ra do sự giảm nhiệt của vũ trụ. Từ khi hình thành, vũ trụ là hỗn hợp của các hạt cơ bản. Lúc này nó rất đặc và nóng. Nhiệt độ cao khiến các hạt tương tác hỗn loạn. Các nhà khoa học gọi đây là trạng thái plasma quark gluon. Theo như logic vật lý về bức xạ vật đen, một vật bất kỳ sẽ có xu hướng tạo ra các bức xạ dựa theo nhiệt độ của chúng. Như vậy, khi vũ trụ mới hình thành, trạng thái plasma hỗn hợp của các hạt cơ bản đã bắt đầu tạo ra bức xạ. Ở những thời khắc đầu tiên, vì nhiệt độ rất cao, nó sẽ tạo ra tia gamma. Sau khi nhiệt độ giảm dần, các loại bức xạ khác mới xuất hiện. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, những bức xạ được tạo ra đó, nó đã đi đâu? Câu trả lời là nó chẳng đi đâu cả. Hỗn hợp plasma đậm đặc của các hạt cơ bản là thứ đã chặn lại các photon, khiến cho nó không thể thoát ra ngoài. Và đây được gọi là quá trình tán xạ. Các photon năng lượng cao, khi sinh ra nó liên tục va đập vào các hạt cơ bản, khiến bản thân nó dần mất đi năng lượng, thậm chí là biến mất hoàn toàn. Vậy, năng lượng đó chuyển đi đâu? Câu trả lời là nó được đóng góp vào một phần động năng của các hạt mà nó đâm vào. Ví dụ như electron, quark hay bất kỳ loại hạt nào khác. Tuy nhiên, quá trình này không diễn ra mãi. Vũ trụ từ khi sinh ra, nó đã liên tục giãn nở với vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Điều này khiến thể tích của nó tăng lên chóng mặt. Một khi tổng năng lượng không đổi nhưng thể tích cứ tăng lên, nó sẽ khiến cho năng lượng bị phân tán. Hệ quả là vũ trụ càng mở rộng, nhiệt độ của hỗn hợp plasma quark gluon càng giảm. Theo các dữ liệu về hệ số giãn nở được đo đạc rất chi tiết, các nhà khoa học có thể tính toán tại thời điểm vũ trụ đạt 380.000 năm tuổi, đường kính của nó đã lên tới 43 triệu năm ánh sáng. Với mức giãn nở khủng khiếp như vậy, nhiệt độ của vũ trụ đã giảm từ hàng tỷ xuống khoảng 3.000 Kelvin. Dĩ nhiên, đây không phải là một dấu mốc bình thường. 3.000 Kelvin là nhiệt độ đủ lạnh để các hạt cơ bản có thể kết hợp với nhau tạo thành nguyên tử. Quá trình này được gọi là tái tổ hợp. Từ một hỗn hợp đậm đặc ban đầu, chúng phân tán ra, rồi sau đó lại kết hợp trở lại thành nguyên tử. Điều này đã vô tình dập tắt quá trình tán xạ của photon. Tức là bất kỳ photon nào được sinh ra, nó sẽ không bị tán xạ do va đập vào các hạt cơ bản nữa. Thay vào đó, nó có thể di chuyển tự do khắp vũ trụ. Các nhà khoa học gọi đây là thời kỳ mà vũ trụ trở nên trong suốt. Thời điểm này cũng chính là lúc mà bức xạ phong vi sóng được tạo ra. Một điều quan trọng khác là khi các nguyên tử hydro được tạo thành, photon vẫn có thể tương tác với nó, nhưng sự tương tác này không phải là quá trình tán xạ. Tức là photon có thể dễ dàng đi qua hydro mà không tương tác, hoặc nếu có tương tác, cũng không làm ảnh hưởng đến năng lượng của photon. 3.000 Kelvin là mức nhiệt mà vật chất có thể tạo ra bức xạ dưới dạng photon ánh sáng hoặc tia hồng ngoại. Nhưng vấn đề là photon của bức xạ nền được tạo ra theo cơ chế nào? Photon về cơ bản là năng lượng, và nó được tạo thành từ quá trình bắt giữ electron. Electron là thành phần có trong hỗn hợp plasma của thời kỳ đầu vũ trụ. Khi nhiệt độ giảm đến 3.000 Kelvin, electron bắt đầu kết hợp với proton để tạo ra nguyên tử hydro. Lúc đầu, electron có mức năng lượng rất cao do nó liên tục bị các photon bắn phá làm tăng vận tốc. Tức là electron tự do có mức năng lượng cao hơn so với electron bên trong nguyên tử. Khi mà electron bị proton bắt giữ, nó đã mất đi khá nhiều động năng. Điều này giống như electron bị rơi từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng vừa đủ để di chuyển xung quanh hạt nhân hydro. Chính mức năng lượng chênh lệch giữa hai trạng thái tự do và trạng thái bị bắt giữ đã giải phóng ra các photon. Như vậy, về cơ chế, cứ mỗi electron kết hợp với một proton sẽ tạo ra một photon hồng ngoại hoặc ánh sáng thông thường. Photon được tạo thành này chính là photon vi sóng của bức xạ nền. Đây cũng là lý do bức xạ phong vi sóng còn được các nhà khoa học gọi với một cái tên khác, đó là bề mặt tán xạ cuối cùng. Ngày nay, bức xạ phong vi sóng có mặt ở mọi nơi trong vũ trụ. Nó được cho là bằng chứng quan trọng, chứng minh cho các tiến trình vật lý có thể đã diễn ra khi vũ trụ mới hình thành.
Còn vấn đề, tại sao bức xạ phong vi sóng có bản chất là ánh sáng thông thường và tia hồng ngoại, nhưng hiện tại các đo đạc lại là sóng vi 3? Thì đây hoàn toàn là do quá trình giãn nở của vũ trụ. Như đã nói trong video trước, vũ trụ mở rộng, khiến cho mọi vật thể bên trong nó đều di chuyển ra xa nhau. Điều này làm ảnh hưởng đến các phép đo của chúng ta. Quay trở lại với lập luận, 99,9% photon trong vũ trụ hiện tại không đến từ những ngôi sao, mà đến từ bức xạ phong vi sóng. Đây chính là nhận định do các đo đạc cụ thể, chủ yếu được thực hiện bởi kính thiên văn vũ trụ COBE, WMAP hoặc Planck. Các đo đạc này cho thấy, bức xạ nền chiếm 99,9% số photon đang tồn tại trong không gian vũ trụ. Trải qua hàng chục tỷ năm, có rất nhiều ngôi sao cũng liên tục tạo ra photon với đủ loại bức sóng khác nhau. Nhưng quả thực, số lượng này thật chẳng đáng kể so với bức xạ nền. Khi mà mật độ photon trên thể tích không gian được tính toán, nó thực sự nói lên nhiều điều hơn nữa. Nếu mỗi sự kết hợp của electron và proton tạo ra một photon bức xạ nền, vậy chúng ta hoàn toàn có thể suy luận được đã có bao nhiêu nguyên tử hydro được hình thành trong vũ trụ sơ khai. Sau đó lại tiếp tục tính ra được tổng khối lượng của toàn bộ hydro là bao nhiêu. Rõ ràng, đây là một bài toán, chứ không chỉ đơn thuần là giả thuyết hay suy luận. Thế nhưng vẫn còn nhiều điều khác cần phải làm rõ. Những quan sát tốt nhất về quá khứ vũ trụ không thể vượt qua bức màn dày đặc của nền photon vi sóng. Điều này có nghĩa, những gì xảy ra từ khi vũ trụ hình thành cho tới lúc nó đạt 380.000 năm tuổi, mãi mãi là bí mật. Con người sẽ không bao giờ có được câu trả lời chắc chắn về nguyên nhân xảy ra vụ nổ lớn. Giới khoa học không ngừng truy tìm bằng chứng của bức xạ neutrino hay cả kỷ nguyên lạm phát. Nhưng thú thực, đây chỉ là những bằng chứng củng cố cho chuỗi giả thuyết gần như không có hồi kết. Các nhà khoa học cho rằng, khoảng thời gian từ 0 đến 20 phút đầu tiên của vũ trụ, nó đã trải qua rất nhiều những xáo trộn. Mỗi xáo trộn như vậy được gọi là một kỷ nguyên. Mỗi kỷ nguyên lại đại diện cho một chu trình phức tạp, nơi mà các hạt cơ bản thay nhau biến đổi và trỗi dậy chiếm ưu thế. Tất cả tạo ra một bức tranh vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng không kém phần logic. Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về bức xạ nền, nguyên nhân ra đời và cơ chế của nó. Thế nhưng bức xạ nền chỉ phản ánh một phần rất nhỏ những gì đã diễn ra, những gì con người có thể quan sát. Vậy trước 380.000 năm tuổi, vũ trụ đã biến đổi như thế nào? Theo học thuyết Big Bang, quãng thời gian từ 0 đến 10 mũ trừ 43 giây được gọi là kỷ nguyên Planck. Kỷ nguyên Planck mô tả mọi định luật của vũ trụ vẫn tồn tại ở một thể thống nhất. Hay nói cách khác, lúc này bốn lực cơ bản của vũ trụ vẫn chưa hình thành. Nó chỉ đơn thuần là sự hỗn loạn của các tương tác lượng tử. Đây là thời kỳ nguyên thủy nhất, không lạm phát và không thể miêu tả bằng vật lý thông thường. Ngoài ra, năng lượng cũng cao đến mức các hạt cơ bản cũng không thể tồn tại. Sau thời kỳ Planck, vũ trụ chuyển pha rất nhanh sang thời kỳ thống nhất vĩ đại, kéo dài từ 10 mũ trừ 43 giây đến 10 mũ trừ 36 giây. Kỷ nguyên thống nhất vĩ đại là một giai đoạn mà lực mạnh, lực yếu và lực điện từ được thống nhất thành một, gọi là lực điện hạt nhân. Về phần lực hấp dẫn, nó bị tách ra thành một lực riêng. Điều này là do lực hấp dẫn gần như không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Mặt khác, trong giai đoạn này các nhà vật lý cố gắng miêu tả trạng thái hoạt động của các hạt bằng lý thuyết dây và lý thuyết trường lượng tử. Tuy nhiên, lực hấp dẫn lại rất khó có thể được đưa vào các mô hình như vậy, một phần cũng vì sự khác biệt của nó trong tương tác với không thời gian. Tiếp theo là thời kỳ lạm phát, kéo dài từ 10 mũ trừ 36 đến 10 mũ trừ 32 giây. Trong một khoảng thời gian cực ít ỏi, lạm phát mở rộng vũ trụ với tốc độ nhanh không tưởng. Sự mở rộng này nhanh đến nỗi, vũ trụ được mở rộng ra mọi hướng, ít nhất gấp 10 mũ 26 lần ban đầu. Nếu quy đổi ra thể tích thì sẽ là 10 mũ 78 lần. Hãy tưởng tượng, nếu lúc đầu vũ trụ có kích thước khoảng 1 nanomet, thì lạm phát ngay lập tức thổi phồng nó lên với đường kính hơn 10 năm ánh sáng. Tiếp sau lạm phát là kỷ nguyên điện yếu, kéo dài từ 10 mũ trừ 32 đến 10 mũ trừ 12 giây. Nhiều mô hình vũ trụ cho rằng, kỷ nguyên điện yếu và kỷ nguyên lạm phát diễn ra đan xen lẫn nhau. Tuy nó không phải là trùng khớp,
nhưng một số tài liệu mô tả quãng thời gian xảy ra hai kỷ nguyên này khá mâu thuẫn. Trong video này, mình sẽ sắp xếp kỷ nguyên lạm phát trước kỷ nguyên điện yếu. Bởi vì sau lạm phát, vũ trụ mở rộng rất nhiều. Nó làm cho nhiệt độ giảm xuống, và đây là lý do khiến cho lực mạnh bắt đầu tách ra. Khi lực mạnh trở nên độc lập, rất nhiều loại hạt mới được tạo thành, bao gồm cả Z, W và Higgs. Mặc dù vậy, giá trị kỳ vọng của Higgs lúc này vẫn bằng không, và điều này làm cho mọi hạt đều không có khối lượng xác định. Khi Z và W được tạo ra, nó bắt đầu phân rã rất nhanh, và chính quá trình phân rã này đã đánh dấu sự chuyển pha từ kỷ nguyên điện yếu sang kỷ nguyên quắc. Kỷ nguyên quắc kéo dài từ 10^-12 đến 10^-5 giây. Lúc này cả bốn lực đều tồn tại độc lập. Đồng thời giá trị kỳ vọng của Higgs bắt đầu làm cho mọi hạt có khối lượng. Đặc biệt, đây là kỷ nguyên đánh dấu sự ra đời của các loại phản hạt. Khi nhiệt độ tiếp tục giảm, hỗn hợp từ kỷ nguyên quắc bắt đầu liên kết với nhau tạo thành hadron. Trong đó có proton, phản proton, neutron, phản neutron và mission, phản mission. Kỷ nguyên hadron kéo dài từ 10^-5 giây đến 1 giây. Vô số hadron và phản hadron ra đời rồi triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà có một sự bất đối xứng nhẹ đã xảy ra. Nó làm cho tỷ lệ hạt và phản hạt không đồng đều. Các nhà vật lý cho rằng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự bất đối xứng này có liên quan tới lực yếu. Cụ thể là với một số loại mission, tốc độ phân rã của phản mission và mission thông thường có sự chênh lệch. Khi mà sự hủy diệt giữa hạt và phản hạt lắng xuống, những gì còn sót lại như proton và neutron bắt đầu phân rã, biến đổi qua lại lẫn nhau, thông qua quá trình beta. Việc này dẫn đến sự giải phóng ồ ạt của neutrino. Neutrino với bản chất nhẹ và kém tương tác, nó nhanh chóng được giải phóng ra khỏi hỗn hợp plasma quark gluon mà không bị giữ lại như photon. Xét về mặt năng lượng, đây là một sự thất thoát rất lớn. Sự thất thoát này tạo ra bức xạ nền neutrino, giống như bức xạ nền phong vi sóng. Tuy nhiên, chính vì quá kém tương tác mà cho đến tận ngày nay, các bằng chứng cụ thể về lớp bức xạ này vẫn chưa được tìm thấy. Quãng thời gian từ 1 giây đến 10 giây sau vụ nổ lớn, sự hỗn loạn của quá trình hạt sản sinh ra rất nhiều lepton. Không chỉ có neutrino mà cả phản neutrino, electron và positron. Một số chúng tương tác hủy diệt lẫn nhau, một số thì tồn tại tự do với mức năng lượng cao. Sau 10 giây ngắn ngủi, nhiệt độ vũ trụ đã giảm, đủ để các hạt nhân kết hợp với nhau tạo thành hạt nhân nặng hơn. Đây được gọi là quá trình tổng hợp hạt nhân sau Big Bang, kéo dài khoảng 10 giây đến 1.000 giây. Rất nhiều hạt như deuterium, tritium hay cả heli và liti cũng được hình thành. Hệ quả của quá trình tổng hợp hạt nhân chính là bức xạ. Quá trình tổng hợp hạt tạo ra rất nhiều photon với năng lượng cao. Nó dẫn đến sự chuyển pha sang thời kỳ photon. Photon năng lượng cao không thể thoát ra ngoài. Thay vào đó, chúng bắn phá vào các hạt nhân mới được hình thành. Nhiều nhà vật lý còn gọi giai đoạn này là thời kỳ phân ly quang, tức là photon bắn phá làm tan rã các hạt nhân nặng, khiến chúng tách ra trở lại thành các proton và neutron như ban đầu. Quá trình phân ly quang giảm dần cho đến khi vũ trụ thực sự lạnh. Lạnh đến nỗi, các electron có thể kết hợp với nucleon để tạo thành nguyên tử đúng nghĩa. Và đây chính là quá trình tái tổ hợp, bắt đầu từ 370.000 đến 380.000 năm sau vụ nổ lớn. Như đã nói trong video trước, quá trình tái tổ hợp tạo ra các nguyên tử hoàn chỉnh và bền vững, đồng thời giải phóng lượng photon dồi dào. Những photon này có mức năng lượng tương đối thấp, chủ yếu là tia hồng ngoại và ánh sáng thông thường. Chúng không bị mất đi năng lượng thông qua cơ chế tán xạ. Thay vào đó, chúng được giải phóng vào không gian, rồi trở thành bức xạ nền của vũ trụ. Sau thời kỳ tái tổ hợp, vũ trụ bước sang thời kỳ đen tối. Thời kỳ đen tối kéo dài từ 380.000 năm cho tới khoảng 200 triệu đến 400 triệu năm. Đây là quãng thời gian rất dài, vũ trụ không có ánh sáng. Các lớp khí hydro sau khi hình thành vẫn chưa được kết tinh thành sao. Chúng chỉ có thể giải phóng các bức xạ rất yếu ớt dưới dạng sóng radio. Thời kỳ đen tối chỉ kết thúc khi ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ hình thành và phát sáng. Trên thực tế, thời kỳ đen tối là quãng thời gian rất khó xác định, bởi vì chúng ta không chắc chắn ngôi sao đầu tiên hình thành vào thời gian nào. Trong các mô hình vũ trụ học, cộng với cả những quan sát thực tế bằng kính thiên văn, sự trống trải của thời kỳ đen tối chiếm một phần khá lớn trong lịch sử vũ trụ. Mặc dù xảy ra nhiều tiến trình vật lý quan trọng,
nhưng chúng ta lại không thể nắm bắt. Nó tạo ra một khoảng trống lớn trong hiểu biết của con người về vũ trụ sơ khai, đặc biệt là những sự kiện diễn ra trong giai đoạn này. Nhìn chung, những gì đã diễn ra từ lúc vũ trụ khai sinh cho tới khi nó đạt 380.000 năm tuổi chính là một phần bí mật của vũ trụ mà con người có thể sẽ không bao giờ giải mã được tường tận. Mặc dù có đưa ra nhiều giả thuyết hợp lý đến đâu đi nữa, thì cũng rất khó tìm ra bằng chứng để chứng minh. Tuy nhiên, việc xây dựng một mô hình vũ trụ học phù hợp với các logic vật lý vẫn là điều hết sức cần thiết, bởi vì nếu không tìm ra được bằng chứng chứng minh cho tính đúng đắn của các mô hình, thì cũng đồng nghĩa với việc chẳng có bằng chứng nào phủ nhận điều đó. Chính sự nửa vời như vậy đã khiến nhiều người không tin vào thuyết Big Bang, dù cho chính bản thân họ cũng chẳng hiểu lý thuyết này cho lắm.